Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 112, Đỗ Phương Linh. Xin mời. Con tên là Đỗ Phương Linh, con năm nay con 9 tuổi, con đến từ Thái Bình. Hôm nay con xin gửi tới các ban giám khảo và các vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn bài hát Cô Gái Vót Trộm. Trên non cô gái sừng to đầu búi tóc thon tay vót trộm miệng hát không ngừng như bao cô gái ở trên non như bao cô gái ở Tây Nguyên ai nhanh tay vót bằng tay em chim hót ngay bằng tiếng hát em môi mũi trông ngon sắc dâm thì diện những cướp nào vô đây diện những cướp nào vô đây còn giặc make up bell khi còn giặc make up bell em sừng tay vót trông dáng dây nhưng mai đây giặc trời rồi che rừng ta làm nhà làm trời cao. Trên non cô gái sừng to đầu búi tóc thon tay vót trong miệng hát không nhỉ như bao cô gái ở trên non như bao cô gái ở Tây Nguyên ai nhanh tay vót bằng tay em chim hót không hay bằng tiếng hát em chim hót không hay chương trình sẽ là phần thi của bé Nguyễn Huyền Lam, số báo danh 113. Xin mời. Con chào quý vị khán giả trong trường quay. Con tên là Nguyễn Huyền Lam, con 6 tuổi ạ. Con hát bài You Raise Me Up ạ. When I am
Số báo danh 114 Nguyễn Khánh Linh. Xin mời con. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng. Và con xin được trình bày ca khúc Quê Mẹ.
chính là giọng ca của bé Nguyễn Khánh Linh. Xin chúc mừng con. Xin mời con hãy lui lại cánh gà để xem các phần thi tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 115, thí sinh Lê Bảo Vi đến từ Hà Nội. Xin mời. Con xin kính chào ban giám khảo và các vị khán giả. Con tên là Bảo Vi, năm nay con 11 tuổi. Con xin được trình bày bài hát Look What You Make Me Do ạ. Don't like your little game. Don't like your tilted stage. The role you met me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You say the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. Of time, honey, I just saw from the dead. I do it all the time. I got a list of name and yours in red underline. I check it one, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. I don't like your kingdom, hey, they once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Look me out and threw a fist. The world moves on another day, another drama, drama. But not from me, not from me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing for sure. Maybe I got more with you, all get yours. Of time, honey, I don't suffer from the dead. I do it all the time. I got a list of name and yours in red underline. I check it one, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. I'm just nobody and nobody just me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't just nobody and nobody just me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't just nobody and nobody just me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't just nobody and nobody just me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the Othello can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Dạ con cảm ơn ạ. Thí sinh Lê Bảo Vi, số báo danh 115. Xin mời ban giám khảo ạ. Chúc mừng con. Nhưng có một điều, từ đầu đến giờ bây giờ cô mới thấy một cá tính gọi là nổi bật lên. Cô rất thích cái gọi là cái phong cách này của con, nhưng mà con cần phải làm cho nó cá tính nữa. Mặc dù đầu con Tết rất là ngầu, nhưng mà con diễn đôi cái nó rất là hiền. Ok, nếu như mà vòng trong thì cô mong rằng là con lột xác hơn nữa. Một là con đã không nhảy được thì con phải diễn một cách ngầu bằng chính cái ánh mắt sắc của con. Thật thể thật ngầu. Ngồi trên ghế và có một ban nhạc đệm cho con theo đúng phong cách kiểu như thế này. Ngồi thôi, thật ra cái bài này thật ra con chỉ cần là con ngồi con nhún nhảy đã ra rất là tây rồi. Ok, còn không thì con lại phải nhảy phải cực kỳ điên loạn ở trên sân khấu thì mới được. Chứ còn đi bộ như thế này là không có ổn à. Có hiểu không ạ? Dạ vâng ạ. Chúc mừng con nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ.
Xin chúc mừng Bảo Vy và xin mời Bảo Vy hãy cùng lui về phía sân khấu nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh tiếp theo mang số báo danh 116, Dương Việt Cương. Xin chào tất cả mọi người và tất cả ban giám khảo có mặt tại trường quay. Con tên là Việt Cường, năm nay con 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng. Và hôm nay con xin gửi tới mọi người một ca khúc được mang tên Mái Đình Làng Biển. Vào đây, vui buồn người.
Và đó là Việt Cường. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh Nguyễn Hồng Hạnh mang số báo danh 117. Con xin chào giám khảo ạ. Con tên là Nguyễn Hồng Hạnh, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Hà Nội. Sau đây con xin được dự thi với ca khúc Cha và Con Gái ạ. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai dần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Còn nữa chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhớ là những kỷ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhân trên đời. Cơn gió thổi mái tóc rối bời, muốn được trà chai tóc thôi. Con nữa dấu tháng năm trôi đi vội vàng, vẫn được hoài ở bên cha mẹ. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường, chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm ngồi bên con để vô về. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhớ là những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhân trên đời. Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha, dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua, chỉ vì con chưa hy sinh cả cuộc đời. Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể, vì sao những nỗi mất mát chưa chỉ giữ mãi tim mình. Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được,
Xin cảm ơn Hồng Hạnh, thí sinh mang số báo danh 117. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo mang số báo danh 118, Trần Hà My. Xin chào tất cả các vị ban giám khảo và toàn thể khán giả đang ở khán phòng hôm nay. Con tên là Trần Hà My, năm nay con 10 tuổi. Và sau đây con sẽ xin hát bài Việt Nam trong tôi là... Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy.
Xin cảm ơn Hà My, thí sinh mang số báo danh 118. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh mang số báo danh 119, Nguyễn Thị Thanh Hằng đến từ Vĩnh Phúc. Kính thưa quý các ban giám khảo cùng các quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay, con tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng, năm nay con 13 tuổi và con đến từ Vĩnh Phúc ạ. Sau đây con xin trình diễn bài hát Tóc Hát ạ. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió quân tộc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe rồi thôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lang thầm qua đây, dịu dàng tâm ơi. Nghe như lời ca tiếng tha em đêm, một chiều im nghe tóc hát mẹ mơ màng, một chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Phải chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây chỉ mình mềm thân mềm và xuân sao xanh trong chiều để mãi vườn bay giữa bầu trời xanh đang say cùng gió mãi mãi. Dường như ai đó ngang qua nơi này gió quân tộc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì lắng nghe dừng thôi. Dường như đâu đó nghe trong gió hoàng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lang thầm qua đây. Chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Vậy chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt xa em đêm. Vậy chỉ mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh. Vậy chỉ mình mềm thân mềm và xuân sao xanh trong chiều để mãi vườn bay giữa bầu. Cảm ơn Thanh Hằng, thí sinh mang số báo danh 149. Và không biết là giám khảo có lời chia sẻ gì đối với thí sinh Thanh Hằng không ạ? Hình như là chị đã thi giọng hát Việt Nhí rồi và đã vào được top mấy nhỉ? Hình như là top... Chị vào top 10 của chương trình giọng hát Việt Nhí ạ. Và là thí sinh em rất là ấn tượng. Và mọi người biết không, nếu mà nhìn này thì mọi người nghĩ là chị Thanh Hằng có thể nhìn được bằng hai mắt. Nhưng mà thực ra thì chị chỉ nhìn được bằng một mắt thôi ạ. Em rất là thương chị và hôm qua em vừa mới xem chị hát ở trong giọng hát Việt Nhí xem và xem chị hát xong thì em nổi da gà luôn. Thực sự là như vậy. Và hôm nay nếu mà hát thì nếu mà để cốc nước ở dưới chân chị có khi là cốc nước bây giờ vẫn đang rung đấy ạ. Tại vì giọng của chị quá nội lực. Mọi người có thấy nội lực không ạ? Dạ fan của Thanh Hằng đâu ạ? Dạ vâng. Và
Em chúc là chị sẽ luôn thành công trên con đường ca hát của mình. Chị cảm ơn em. Con cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang nghe con hát ạ. Xin cảm ơn Thanh Hằng. Xin mời bạn.